Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình cùng với mấy ông đội trong clan, mấy ông mới chơi như nào là mình dắt anh với anh em đi ra nhà. Đây thì mình đặt bom chỗ này tung đá đây. Ông nào cõng tôi với, Đây đây đây, cõng lên đặt bom nha anh em. Đây đâu cười của nhau rồi. Đây, ok. Mấy thằng nào là đặt cả mìn cái bom nổ này. Rồi. Còn tường nữa. Có turret. Ông nào bắn vậy? Ôi đừng có lên. Đấy, các anh em thấy không? Mấy ông mới chơi là cứ thấy dai là cái nhà cái nó yêu lao lên. Chả yêu kiểu gì. Nào. Ok, để tôi kêu cho. Rồi, đi ra, đừng có nhảy nữa. Đấy. Mấy ông thấy không? Bắn bazooka thôi, cứ nhảy. Ra để tôi đục cho. Rồi đây này, cái gì ở trong này đấy? Anh nhíp ra nha, em đi chẩn, em tầm 5 giây. Ok, thôi. Anh em ai có bazooka phụ cái, bắn đi cho nhanh. Bắn từ từ nha. Ui, mấy ông, chồng mấy ông ngồ vãi. Giải ra viện. Xong chưa? Có chừng ấy. Rồi, ok. Bới rồi. Rồi, trong nhà còn lớp turret nữa. Rồi, mấy ông đi ra. Thì ra tôi đặt bom cho vỡ cái này đã. Cho dễ vào. Cứ đấy. Đấy, anh em thấy không? Mấy ông mới chơi là mấy ông cứ thấy cái gì hay hay phá được cái gì thì mấy ông cứ lao vào trước. Có turret đây này. Rồi, ông đi ra đi để tôi bắn cho. Đấy, mấy ông mới chơi là mấy ông cứ xinh tranh. Đấy. Ông thấy chưa? Đấy, mấy ông mới chơi lúc nào mấy ông cũng phải là lao lên để mấy ông đứng trước đầu ấy. Mấy ông hóng xem là bên trong có cái gì. Xong rồi đang bắn bazooka xong rồi đứng ngay đó. Đón đạn hay gì, chết chung cả lũ. Đây là cái kinh nghiệm chơi cho những ông nào mới chơi nhá. Đứng sau lưng với người dai nhá, đừng lao lên trước. Đây thì hiện nay mình đang dai cái nhà này là nhà top 2 của trong cái server của mình nha anh em. Thì đấy, mấy ông kìa, coi mấy ông kìa. Mấy ông lưu, mấy ông mới vô server ấy. Mà mấy ông sung lắm. Đấy, bên này. À, thế thì TC ở ngay bên đây anh em ạ. Ui, ông nào có bom bắn nhở. Thấy rồi. Nghĩ là cái TC nó ở bên tay trái anh em. Bên tay trái sau cái lớp cửa thép đấy thì nó là cái TC đấy. Quay có quả mìn kìa, đừng có đi linh tinh không ơi. Đấy, mấy ông cứ đạp hết cái bẫy mìn đấy. Mấy ông cứ phải chạy lăng xăng. Đây để mình phá đây. Mình nghĩ là cái TC của nó sau cái này đấy, anh em. Tôi hết socket rồi. Ông nào có socket không? Có socket không em? Cho anh mấy viên socket ở đây. Ôi coi ông kia kìa, ông lại chạy lăng xa. Ông cái gì? Tôi bắn nhá. Đấy, rồi. Cái tôi không rồi. Đây này, mình thấy cái mái chéo anh em. Mình nghĩ là cái TC của nó sẽ ở dưới cái mái chéo đấy. Mà không biết là nó bằng thép hay gì. Hình như bằng sắt. Chưa ông ơi, đặt từ dưới đây. Để mình phá cái cửa ra. À, sắt tôi có cái dưới đây. Đâu xe máy hả? Hết rồi. Ông ở đâu? Chắc mình phải vào đặt bom quá. Ông tên gì vậy? Socket anh em. Để mình vào. Tin tưởng được mấy ông này nào. À, ok, cái bàn ở đây. Ok, cái bàn làm việc đây. Dương đồ đây thì chắc chắn là cái TC sau này rồi. Tôi đoán 100% cái TC sau này luôn các ông ạ. Sao nãy em đi hết cả tốt trời. Rồi. Tôi nghĩ là nó ở dưới này anh em. Cái TC nó sẽ ở dưới cái lớp tôn này. Ông còn nãy nhiều không? Gì không? Có gì đâu, súng. Ông còn nãy có lỡ nhiều không nhớ mày? Sắt, à, có con xăng này. Sắt, đi huỳnh. Ok, huỳnh sắt. Khá là nhiều đồ ấy. Không để trên tầng 2 đâu anh em ạ. Tại vì đồ đạc nó sẽ ở dưới này. Ông kêu cái gì ta? Chắc chắn là ở dưới này thì TC nó sẽ ở dưới này thôi. Đây, đặt đây đây. Đặt đây phá cửa luôn. Trong hội ở Trần Lan. Chắc đây. Chưa xin nhé, xem nó ở dưới nào. Cửa còn nhiều này. Đặt dưới.
Đấy, đã thấy chưa nào? Ui, thấy chưa? Mấy ông thấy không? Số 2 không? Đây là cái gì? Ủa, nghe thấy mùi quả có đúng không nghe? Mùi quả. Thầy gió thôi, thầy gió thôi. Hết đạn này, hết này, hết bom rồi. Để bắn AK. Ok luôn. Ui, có điểm này. Thầy gió được chưa? Quá tuyệt vời luôn. Hả? À? Này mình sẽ thi xin. Mấy ông ở ngoài, mấy ông no tặng túi với nhau suốt nãy giờ chưa xong anh em ạ. Thấy khổ thật. À nó bị vướng TC rồi. Tôi tặng túi cho ông. Ông phải theo dõi tôi cái mới được. Ok rồi thì ông ơi, tôi đi dính TC rồi mấy ông ơi. Ông nào có nào bọc xăng không? Cho tôi mấy cái bọc xăng. Tôi đặt rồi. Được mấy chục điểm. Có xăng ở đây đây. Đây bom nội. Bom xăng đây anh em ạ. Ôi ông nào đấy rồi. Đưa tôi có bom xăng đi. Ờ được rồi, hai trái được rồi. Qua kia đi, qua bên góc đây. Quả nữa. Còn kia rồi. Ờ. Ở đây, đây, đây. Còn ít máu lắm rồi, tôi hết đạn rồi. Súng tôi hết đạn rồi, ông bắn đi, ông bắn đi. Để tôi cho hai quả bom. Một, hai. Đi ra. Đấy, mấy ông nó cứ phải đứng dí dí rồi, mấy ông thấy được xong mấy ông bắn mới chịu. Còn kia thay đổi đi chưa? Một cái tường đang bảo là tương gỗ thì nó 4 quả bom anh nghe mấy ông nói buồn cười 4-3 quả gì rồi ok xong một đặt TC là xong anh em ạ. Ui không có gỗ à, mấy ông biết coi video đứng gần chết đồng đội mấy ông còn cứ bu bu vào. Để tôi đặt TC coi, từ từ ông vô nhá, không turret nó bắn đấy rồi về cấp quyền á. Đây rồi, đặt rồi, đặt tấu rồi, đặt tấu rồi chưa? Theo dõi tôi lại đi ông ơi, theo dõi này đi. Tôi theo dõi rồi mà, có ai chưa theo dõi được. Nó bị lỗi rồi, cái này nó bị lỗi. Theo dõi lại mới được. Ông kia đặt giường cho ông ơi. Đặt giường cho tôi chưa? Ông bảo cái ông cắm tôi lên đây, cắm tôi lên cái nhét. Vậy hả cắm? Ui, tôi không hiểu kiểu gì luôn. Để tôi gỡ ra cho ông, khổ quá. Ông đặt thấp xuống là được. Ông gắn vào chữ cơ bản này, sau ông kéo xuống. À, không phải. Rồi, bấm vào chữ cơ bản rồi. Ok. Ông nào ông đặt giường tôi chưa? Để tôi về nhảy về bây giờ đây. Ông nói là phía ngoài rồi. Ở trong ngoài ta. Đấy, bảo theo dõi nãy giờ ông vẫn chưa theo dõi tôi. Để tôi cấp cái quyền TC cho mà vô nhà. Rồi, anh em thấy không? Đây rồi. Mãi cũng được. Đấy, hai ông ấy từ lúc mà tôi dai nhà đến khi mà dai xong cái nhà rồi. Cứ vậy đi, việc ăn đó cứ để thôi. Mình dai xong cái nhà, mình đặt cái TC ra rồi. Giờ mấy ông mới tặng cái túi ngủ cho nhau xong. Còn ông này thì đứng ấp đầu vào góc. Đâu má, sống anh em thấy có khổ không? Đây là mình đang hướng đúng dẫn cho mấy ông đi dai thôi. Chắc cái clip của mình cũng tạm dừng đây. À, xin chào và tạm biệt anh em. Bye bye.